ngoài trừ tin tức này ra thì các bạn thấy thị trường vẫn tiếp tục có rất nhiều và rất nhiều tin tức tốt liên quan đến thị trường này nhất là liên quan tới bitcoin các bạn thấy được là bài viết này được chia sẻ bởi contagraph hai tiếng trước đây là anthony saramucci là người mà lãnh đạo của công ty skybridge capital thì các bạn thấy được là anthony saramucci trước đây có một thời gian ngắn là làm việc cho tổng thống donald trump thì bây giờ cái công ty skybridge capital này sẽ có một cái quỹ bitcoin và Anthony Saramucci nói là đối với là ông ta bây giờ thì Bitcoin đã trở thành một cái sự lựa chọn cho những nhà đầu tư có tầm nhìn lâu dài để mà chống lại tình trạng lạm phát. Và Anthony Saramucci nói là Bitcoin là một trong những cái tài sản bây giờ có thể nói là an toàn như là vàng, như là trái phiếu. Và đối với Anthony Saramucci thì ông ta nói là Bitcoin bây giờ đầu tư an toàn hơn là trước đây rất là nhiều. Thì có thể các bạn thấy là Bitcoin bây giờ giá đã rất là cao rồi Thì giá là bao mấy ngàn Thì tại sao bây giờ chúng ta mới thấy những nhà đầu tư lớn bắt đầu đổ tiền vào thị trường này Tại sao mà không đổ tiền vào cái thời gian trước đó giống như là lúc mà Bitcoin là 5 ngàn, 10 ngàn Thì thật ra lúc đó chúng ta cũng có nhiều dẫn chứng là những nhà đầu tư mà có tầm nhìn xa hơn Thì đã thu mua Bitcoin nhưng mà đối với những công ty lớn Thường thì các bạn thấy rồi chúng ta không thể chỉ liên nhìn vào cái phần trăm cơ hội lợi nhuận Mà các bạn cũng phải nhìn vào cái phần trăm rủi ro Và các bạn cần phải cân bằng rủi ro với lại phần trăm lợi nhuận có nghĩa là các bạn phải tìm kiếm một cái chỉ số gọi là adjusted risk return có nghĩa là cái chỉ số điều chỉnh lợi nhuận giống như các bạn thấy được là các bạn đầu tư vào bitcoin mà các bạn có đưa lợi nhuận 20% một năm 30% một năm thì các bạn so sánh với lại thị trường chứng khoán đi một thị trường chứng khoán bình thường giống như là chúng ta nói tới chỉ số S&P 500 thì trung bình lợi nhuận là 8% một năm thì các bạn thấy được là ồ đầu tư vào Bitcoin lợi nhuận tới 30% một năm thì là tốt hơn. Nhưng mà không phải các bạn, tại vì các bạn phải coi là chỉ số S&P 500 đó thì là những công ty lớn trong đó và có nhiều công ty và cái lợi nhuận là 8% nhưng mà so với lại Bitcoin đó thì cái nguy hiểm cao hơn mà lợi nhuận là 30% thì cộng cho nhân chi có thể nhiều người đưa ra kết luận là Bitcoin với cái mức lợi nhuận là trăm vẫn là thấp hơn so với lại cái lợi nhuận đến từ chỉ số S&P 500. Tôi hy vọng là các bạn hiểu được cái sự khác biệt này giữa cái lợi nhuận mà, mà các bạn nhìn riêng về phần trăm với cái lợi nhuận mà các bạn phải chia ra cái sự cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro thì cũng tương tự các bạn thấy được là bây giờ đó nhiều người nhìn vào Bitcoin có mức 30.000 đô này thì cảm thấy là bây giờ cái giá Bitcoin 30.000 đô an toàn hơn là cái lúc mà giá Bitcoin là 20.000 đô, 10.000 đô và nhất là bây giờ Bitcoin đã là một điều mà chúng ta thấy là hầu như là những quốc gia lớn không có ý định là cấm. Không giống như là cách đây vài năm mà chúng ta vẫn không rõ là Bitcoin có bị cấm hay là không các bạn thấy được là rất nhiều những cái thông tin mà mang tính chất lo ngại phết liên quan tới chính phủ cấm Bitcoin hoàn toàn không đúng sự thật thậm chí không cấm mà bây giờ chính phủ lớn như là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hỗ trợ thị trường này chúng ta cũng mới vừa nói tới cái thông tin à, được chia sẻ bởi Janet Yellen và chúng ta cũng đã biết là ai đứng sau lưng để mà hỗ trợ cho tổng thống Joe Biden trong cái cuộc ứng cử này thì các bạn cũng đã hiểu được là tương lai ít ra trong thời gian vài năm tới đây thị trường này sẽ như thế nào và đối với là những nhà đầu tư lớn đó thì Bitcoin có mức giá này và những gì mà chúng ta nhận được là bây giờ có nhiều tổ chức đầu tư ủng hộ bây giờ chúng ta có nhiều nhà đầu tư lớn nó tốt về thị trường này lưu trữ như là một tài sản và bây giờ cái câu chuyện bitcoin và điện tử càng ngày là một câu chuyện cái tiếng nói càng lớn hơn cho nên đối với nhiều nhà đầu tư lớn thì mức giá này bitcoin rất là đáng giá và có thể là cái mức giá này đối với lại những nhà đầu tư lớn nó nó còn thu hút hơi nhiều so với khi bitcoin là 10.000 đô tại vì khi bitcoin 10.000 đô thì lúc đó là cái thị trường này đã rất khác rồi bây giờ đối với những gì mà thị trường này có được ở cái mức giá này nhiều đầu tư lớn cảm thấy là hợp lý đây là lý do tại sao mà các bạn thấy được là khi Bitcoin qua khỏi 20.000 đô thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu thấy nhiều nhà đầu tư lớn ao ạt đổ tiền vào thị trường này. Tại vì khi họ đầu tư, họ sẽ nhìn vào cái sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Kế tiếp thì các bạn thấy được là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng là Bill Miller à, cũng đang nói rất tốt về Bitcoin. Các bạn thấy được là Bill Mueller nói là ông ta tại sao mà lại mua những cái trái phiếu của MicroStrategy. Các bạn có nhớ là công ty Michael Strategy này là công ty mà đã kêu gọi cái số lượng trái phiếu là 650 triệu sau đó là cái số lượng tiền này được đẩy vào để mà thu mua Bitcoin và Bill Miller nói là chúng ta nhìn vào trong vòng 10 năm qua đi thì trong vòng 10 năm qua cái chỉ số chứng khoán ở Hoa Kỳ mà có cái lợi nhuận cao nhất là Nasdaq nhưng mà các bạn thấy được là trong vòng 10 năm qua thì so sánh với lại cái sự tăng trưởng về mặt giá cả của Bitcoin với lại thị trường Nasdaq thì các bạn sẽ thấy được là Bitcoin cái phần trăm lợi nhuận lên tới 10 lần so với lại Nasdaq và Bill Miller cũng đã nói là không có lưu trữ Bitcoin là một cái sự thiếu sót trầm trọng và ông ta nghĩ là trong tương lai nếu mà không lưu trữ Bitcoin vẫn sẽ tiếp tục là một thiếu sót trầm trọng trong việc đầu tư vì lý do đó Bill Miller đã đầu tư nhưng mà không phải trực tiếp vào trong Bitcoin mà là mua trái phiếu của công ty MicroStrategy thì tại sao lại mua trái phiếu của công ty MicroStrategy mà không tự mua Bitcoin thì các bạn cũng cần phải hiểu được là mua Bitcoin đối với lại một số người mà có tiền mà đầu tư số lượng lớn đó mua Bitcoin là một điều rất là khó khăn tại vì khó khăn là chỗ nào khó khăn là các bạn thu mua ở đâu các bạn thấy được là công ty MicroStrategy khi mà thu mua Bitcoin số lượng lớn đó là cả một quá trình cần phải đưa lên một cái kế hoạch rất là hoàn hảo để thu mua Bitcoin mà làm sao để có được cái số lượng Bitcoin cần thiết mà không làm hưởng tới giá cả các bạn cứ nghĩ đi 650 triệu mà đổ vào những sàn giao dịch thì giá bitcoin sẽ tăng lên rất nhiều nhưng mà điều đó sẽ dẫn đến là công ty MicroStrategy sẽ không mua được nhiều bitcoin cho nên cần phải thông qua nhiều sàn khác nhau cần phải thông qua nhiều chiến lược khác nhau để mà thu mua số lượng lớn bitcoin và chỉ có những công ty như là MicroStrategy bây giờ mới có những cái bí quyết làm sao để thu mua bitcoin số lượng lớn mà không ảnh hưởng đến giá cả và thường đã nhớ trên Twitter khi mà Elon Musk của công ty Tesla hỏi về Bitcoin thì Michael Strachey CEO đó chính là Michael Saylor thì cũng đã nói với lại Elon Musk là nếu như mà Elon Musk hứng thú thì có thể là nhắn tin trực tiếp Michael Saylor để cho ông ta chỉ Elon Musk làm sao có thể mua được sơn lớn Bitcoin mà không làm ảnh hưởng tới giá cả thì đây là những cái bí quyết mà không phải ai cũng biết cho nên những công ty như là giả sư như là nhà đầu tư Bill Mueller đi muốn mua xuân lớn Bitcoin thì không phải là chuyện dễ Và thậm chí sau khi thu mua được rồi các bạn cũng thấy là cưng cần phải có nơi để mà lưu trữ làm sao để bảo quản vân vân Rất là phiền phức Công ty MicroStrategy bây giờ lưu trữ riêng Bitcoin thì coi như là mua trái phiếu hay là cổ phiếu của MicroStrategy là đầu tư gián tiếp vào Bitcoin hiện bây giờ Và đây là một cái sự lựa chọn đơn giản hơn đối với Bill Mueller Đây là cái thông tin kế tiếp và các bạn thấy được Jim Cramer thì có nhiều người thích Jim Cramer, có nhiều người không thích Đối với Thường Thường rất là thích Jim Cramer Tại vì Thường cảm thấy là cô chương trình Mad Money rất là thú vị à, Đây là một chương trình rất nổi tiếng trên đài CNBC Thì các bạn cũng đã biết là gần đây đã có một cái cuộc sổ số, số rất lớn ở Hoa Kỳ Và Thường nghĩ là đã có người trúng ngày hôm qua rồi thì phải Thường cũng không có mua giá số cho nên cũng không có rành Jim Cramer trên TV nói là nếu như mà cái người mà trúng cái giá số đợt này Thời điểm bài viết này viết là 731 triệu Powerball Thì những người nào mà chúng 731 triệu này đó thì một trong những cái lời khuyên của Jim Cramer là để 5% vào trong Bitcoin tại vì Jim Cramer vẫn tiếp tục tin tưởng là Bitcoin là một cái tài sản lưu trữ giá trị lâu dài cho nên các bạn thấy được là thị trường bây giờ thì toàn là những thông tin rất là tốt liên quan tới thị trường này và những nhà đầu tư lớn các bạn thấy được là chúng ta chỉ nghe hôm nay thôi nghe nói tới là Anthony Scaramucci chúng ta nghe nói tới là Bill Miller và Jim Cramer đều lần lượt đưa ra những nhận định rất tốt về bitcoin thì đó là về các phần tin tức bây giờ tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn liên quan tới một số câu hỏi về một số những cái altcoin thì các bạn thấy là trên thị trường bây giờ có rất là nhiều altcoin có tới 6.175 altcoin lận cho nên uh, thời gian và tài nguyên thì có hạn cho nên không thể nào mà biết hết tất cả altcoin cũng như là không thể nào đầu tư hết tất cả altcoin cho nên nhiều khi các bạn hỏi thường là tại sao mình thường lựa chọn đồng này không lựa chọn đồng kia vì sao vì sao thực sự mình nói là thường rất là khó trả lời tại vì chỉ đơn giản là thường không có thời gian để mà tìm hiểu hết tất cả các đồng và thường không có cái số tiền cần thiết để mà đầu tư vào tất cả các đồng cho nên chỉ có thể là lựa chọn như đồng nào mà thường cảm thấy là thường thích và có lòng tin lâu dài mà thôi và vì bạn có nói biết là thường đầu tư thì bây giờ phần lớn thường lưu trữ vẫn là bitcoin cái đó là premium điều này thì không có gì gọi là quá lạ với các bạn các bạn có nói biết đây là hai cái đồng mà chiếm vị trí nhiều nhất phần trăm trên uh, mô một đôi của thuận trong cái thời gian nhiều năm qua và những đồng mới mà thường lưu trữ các bạn có nói biết là polkadot chainlink uh, synthetic uniswap thường đã bắt đầu lưu trữ khi mà uniswap bắt đầu ra đời uh, vào thời gian vài tháng trước đây là điều mà thường đã chia sẻ trên channel này uh, Yen Finance, Litecoin, Cardano, Binance Coin và thùng vẫn còn vài đồng tim classic đương nhiên đồng này là một đồng mà thùng không có còn trung bình giá nữa cho nên thùng chưa có bán nhưng mà đồng tim classic không phải là một đồng mà thùng đang trung bình giá hiện bây giờ và đây là những đồng mà thùng đang lưu trữ các bạn nhìn thấy trên màn hình